Xin chào buổi sáng đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Sài Gòn là sáng chủ nhật ngày 12 tháng 1 2020. Và hôm nay sáng hôm nay mời cô chú anh chị và bạn chúng ta cùng đi một vòng khu vực chợ lớn, tại vì hôm qua rước hai ông bác đi về Sài Gòn từ phi trường Tân Sơn Nhất đó, rồi ở lại khách sạn Hải Vân một đêm. Sáng nay bác nói muốn đi chợ lớn, đi chùa, rồi trước khi về Nha Trang thì em dẫn cô chú anh chị và bạn cùng đi theo chơi nha. Và chúng ta đang có mặt ở đây là đường công trường Quách Thị Trang, khu vực chợ Bến Thành. Và ngày nay chợ Bến Thành buổi sáng nè cũng có vẻ vắng lặng hơn ngày xưa. Sài Gòn bây giờ là 7:30 buổi sáng. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đi taxi, lên taxi và mình đi chợ lớn nha. Đó, theo con đường này là Quỳnh Túc Kháng đi đến khách sạn Hải Vân nè. Buổi sáng con đường Quỳnh Túc Kháng rất là yên tĩnh ha. Ngày xưa đường này bán rất là nhiều đồng hồ, rồi điện thoại, rồi đồ cổ, nói chung là đồ cổ cổ ở đây rất là nhiều ha. Nhưng mà sau này thì không còn nữa, bán dọc dọc ở vỉa hè đó. Nếu mà cô chú anh chị ngày xưa hay sưu tầm đồng hồ, sưu tầm đồ cổ đó, thì mình cũng có được cái cập nhật hình nhìn lại những hình ảnh của ngày xưa nè. Buổi sáng con đường vắng vẻ, mát mẻ. Rồi chúng ta sẽ xíu nữa mình sẽ lên taxi và đi một vòng Sài Gòn chợ lớn nha. Rồi bây giờ em tạm ngưng chút xíu nha. Đây, trước khi đi chợ lớn chúng ta sẽ đi một vòng chợ cũ, chắc ăn sáng rồi mới đi. Thay theo ý của bác. Bác biết cái cô bán rau nào nào? Chắc quen hết ha. Mà giờ sáng dọn hàng hơi trễ. Rau củ. Lâu quá là phải chơi á vậy. Ủa hồi đó bác bán ở đâu? Hả? Hồi đó bác bán ở đâu? Bán ở trước cửa 102 á. À trước cửa đó luôn ha. Trước cửa cái bữa hộp cái nhà mà vô. Dạ dạ. Ủa hồi đó là cũng có mấy cái sạp gì luôn hả bác? Hồi đó là cũng có cái mấy sạp trước đó, trước cửa luôn. Lâu rồi. Dạ. Yeah. Cái sạp ở đó là bà bán trước rồi bà gửi đồ xuống nhà. Dạ. Dạ bảo. Này có cái chỗ này lạ lạ nhất nè. Cái chỗ này là cái hội của Quảng Đông á. Hội Quảng Đông. Công sở của cơ hội Quảng Đông. À. Đó, lâu lắm rồi, vẫn buộc hết trơn, cũ quá trời cũ luôn. Dạ. Yeah. Hai gì chơi à? Công sở hội Quảng Đông. Ô bà khỏe không? Bà không có gì đó. Bà gặp người quen quá trời. Đi cô bán bún à. Hồi xưa nha, khổ lắm nha, mua của bả sáng mua, chiều trả. Không, nó ở Trung Quốc. Tóc bạc dữ ạ. Dạ rồi, còn không bạc nữa. Làm bà tiên. Ông mới đây nè. Bắt đi phía trước à. Qua ông có ra đây chiều, ra đây rồi, ông dạ luôn. Có bà khỏe chứ ha, đứa bà. Không, nó cũng làm không mà không người nào qua rảnh hết đó. Ở đây bán bún với mì, hủ tiếu. Bán cho mấy cái đồ bán sỉ. À, bán sỉ ha. Nấm đồng cô rồi. Bán sỉ. Sáng đó là lấy bao nhiêu ký hủ tiếu hay là bao nhiêu ký bún gì á. Rồi chiều thanh toán. Năm ngoái là cho có nhộm. Cái năm ngoái rồi ổng nó về. Thì chung với ổng, ổng nói là nhuộm tóc này để bà già đó. Đó, cái nhuộm về cho em cũng vậy đó. Dạ, ở nhà chính này. Không, không ở nhà chính lên. Ở phía đâu, bây giờ đi đâu dễ, ở về chỗ đâu ở. Thì bởi vậy có mấy đưa bà về bà ở được. Cái đó giờ tôi mở vào không? Bà dẫn tôi lên đầu luôn, cái chỗ nào tôi cứu.
dâu dễ bị nhiều quá ha, ngồi đi không nổi luôn á. À, chết nên hả? Yếu hả? Nó bắt đi kéo đi rồi chứ nhà tôi. Bác Tùng ở bên bác Bích kìa. Thấy ổn không? À, cái hàng chút giùm giùm mà không ai nhìn ra. Không ai giùm giùm mà ai nhìn không ra đâu. Rồi đặt đi. Rồi đặt xuống nha. Sáng nay đi giáp chợ luôn. Xe bác. Cái cửa phải không? Quay cái chợ cũ, quay cái chợ cũ này. Dạ. Quay cái là hiệu qua bích này. Đây. Dạ. Là kêu bằng từ thần dòm ra miếng mặt luôn á. Còn nhiều thời gian. Dạ. Con phải quay cái chợ cũ này á, nó sống sao sao. Dạ. Hồi nãy ông vô nhìn ổng da luôn. Nhìn không ra. Năm nay ông trẻ hơn năm mấy năm kia. Chứ trẻ hơn nữa. Trẻ hơn. Năm nay anh hai trẻ hơn. Đi ngược thời gian. Giờ tôi đi ra vô mà tôi có gặp đi uống cà phê với nhau. Hôm nay đi mua đồ cúng. Để về đây một tuần nữa chứ ở đây một tuần. Bây giờ ngày mai. Ở đây cũng có mấy cái khách sạn này nó cho thuê nè. Gần gần đây nè. Nè, ở trên này nó cũng đang cho thuê nè. Cúng mẹ bà cả đó. Ủa hôm nay chứ có ở đây hả? Ờ, cách đây mấy năm. Trước á, chắc lẽ tôi mua đó. Ông muốn cho mua. Tức ghê vậy, bây giờ thì tức ghê. Nó cũng có đông khách nhiều đâu. Ở nhà đây cũng cho thuê phòng nè đúng không? Ờ, nó đó lần có lần đó. Nó và Lan cũng về đây, thuê ở đây nè. Dạ. Nó không biết cắt nhà. Dạ. Cái cầu thang nổi xíu à. Trời ơi. Tôi đang cắt cái nhà bên quận 7 á, đẹp lắm. Tôi giờ vô Nguyên hả? À, có Yến Gạo để cho bà Quyền hay bà về. Bà Nguyên xây cái nhà lớn rồi. Bà giờ bà sướng lắm, bà ở biệt thự. Không ai, tụi mình còn ở nhà phố chứ bà ở biệt thự. Cao cấp hơn. Đi đi xuống nè, nó nghe nè. Dạ. Đi xuống đường Ký Con á, Nguyễn Công Trứ á. Dạ. Có ủ chiếu cá. Cái khu này là bây giờ băng qua đây có nè mà không có ngon. Không, đi xa quá, đi bộ xa quá, quán đi tầm mỗi chân. Chắc sợ ra Như Lan ăn phở cái rồi đi. Dạ. Muốn ăn á, vậy còn không đi ngược lên đây. Lên đây bây giờ những cái quán á, mở YouTube lên. Dạ. Nhưng mà nó hơi xa. Dạ. Ông định đi cho nó tiện rồi đi luôn á mà. Đi tiện vòng vòng đi thăm bà con. Nghe nè. Dạ. Đi đi. Mà có đi ngang đây á là tôi nha. Dạ. Chứ tôi bà ở đâu tôi đi uống kiếm bà được đâu, bà đi kiếm tôi không à. Nhà đâu có rảnh đâu mà đi. Đó. Ôi, lúc này á bỏ cho con gái làm rồi. Sướng quá rồi mà. Dạ đó. Hết rồi. Con nhỏ bắt tay quay. Con nhỏ xíu nè. À. À, điều hành, cô điều hành nào mấy cái sạp thịt bò này. Đó, sao nó nhớ rồi. Chợ cũ này có gì thay đổi á. Dạ. Vài năm nữa là nếu nó giải tỏa đó. Thay đổi. Tôi bà có gì thay đổi á. Có già. Dạ. Nó nhỏ xíu rồi, nó không biết đâu. Nè. Hồi đó ẩm cái chân tay gì nè. Rồi bắt ra đây rồi, tôi nhỏ cái bà. Dạ, nhỏ xíu à. Ê, mà sao tôi cứ nhớ cái xe thở ông quả. Không phải cho người ta lớn chứ. Tôi mở cái thở á. Tôi mở cái thở bên quận 7 á. Tôi lộ 6 này. Tôi bị được. Thấy rồi. Thấy rồi. Cũng không được rồi. Bệnh ăn rồi. Chứ ăn sao. Ủa vậy hả? Mà tôi có cái món thở viên hay lắm đó. Anh hai biết không? Cái thở sa tế á. Tôi làm ngon á. Bây giờ mà cái tiệm thở thả rồi. Ô, dẹp rồi. Ông dẹp ông ly dị tôi. Tôi bỏ dẹp ông ly dị luôn á. Ông tức tôi quá. Ông không có cho tôi làm. Bây giờ 6 tỷ, làm 6 tỷ mua được căn nhà bự rồi đó. Trời ơi, con ơi, giờ gì mới làm kiếm được cái khác. Dạ. Yeah. Bây giờ thua rồi, thua kêu này bài kêu khác. Dạ. Yeah. Cái này bắn vậy cái bình. Mỹ kia thì về rồi, quận 4 rồi, còn quận 7 giờ này còn chỗ Úc. Đây, cắt xương bò.
Mà ai làm trời, ai đâu mà làm. Cái bánh phở nó trụng rồi. Cái luôn ăn liền à. Tôi mình ăn cho đã luôn. Vậy kêu tô phở không á. Không, kêu phở thì kêu. Người ta có làm cho mình không á. Cái này là chỉ có ở đây mới có. Chừng phở không. Bắp bò còn, bắp bò còn. Bắp hoa. Bắp hoa. Bắp này là con bò nó có hai trọng. À, bắp hoa. Hồi đó tôi cũng mê nấu phở, bây giờ cũng còn khoái làm lắm, không thấy nè. Nó bắp phở rùa, nó chính xác hơn. Bắp phở rùa. Bắp phở lùa. Bắp là bán phở là bắp lấy cái bò của Bích nè. Dạ. Cái phở của mình gì đâu có ăn được cái này. À, cái này là bắp 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 hoa đó hả? Bỏ rồi là trễ chú ơi, tôi gặp con tập tôi rồi. Bây giờ đi về nè. Trễ đi mua đậu cốn nữa nè. Đi tái hả? Không. Cái tái rồi. Hai con chầm nha. Không khác luôn. Không giờ ra. Đi không có lên lên tu mà. Giống như là không có tham gia thị trường như vậy nữa. Nữa luôn. Ai làm thì làm. Bữa nay là ở nhà chính. Đâu có việc đâu mà ở nhà, nhà bên Nguyễn Tư. Cảm ơn trai, bữa nay cảm ơn trai. Đó em phải đi mua đồ cúng nè. Một mưa trai về nè. Bây giờ tôi vừa tính xuất gia cho đi mua bông á. Giờ về dùng. Để thử cái bắp hoa này. Bắp hoa của cô Bích. À. Này nó có cái gân ở giữa ha. Ngon lắm. Giống như bò Úc vậy. Có cái đường gân 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 gân. Mềm ngon ghê. Này đổi để nước sôi đã chín. Đúng rồi. Cô lấy kêu chưa? Đó giờ mới ăn cái miếng này luôn á. Ủa cái miếng này thường người ta nấu cái gì bác? Tìm thuốc hả? Ừ, tìm thuốc đúng rồi. À. Nó bổ gân ở trong. À. Đây là cái bắp hoa tìm thuốc bắc hả? Về bữa nào để ăn mua má nấu thử. Tìm cái đồng biển. Đồng biển á. Tìm cái biển. Tìm cái đồng biển hả? Đồng biển cũng được. Dạ. Ra đời bác. Nước lèo nó nguội à. Để nữa cho chín. Đường chén khác hả? Dạ. 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 Này ngon nha. Mềm mèo nó mềm mà nó có gân nó dai dai. Nó đều quá, để con. Để anh kêu thêm tôm nước lèo. À. À, tô mới nè. À, trụng chút xíu nữa. Để thịt tiêu tươi tại chỗ luôn. Ăn này chắc có Việt Nam mới có. À, đi chợ mua thịt vô quán phở để nước lèo vô luôn. Rồi sau khi ăn phở ở Như Lan xong thì chúng ta sẽ đi chợ lớn đến đường Nguyễn Thị Nhỏ ở khu quận 11. À, và Sài Gòn hôm nay bầu trời không được đẹp cho lắm. À, trời u ám không có nắng. À, và nhìn vào đây là đường Hàm Nghi nè. À, thẳng bên kia đó là chúng ta thấy đó là cây cầu Khánh Hội đi qua quận 4. À, hướng này là bến Vân Đồn, ố bến Bạch Đằng nè. À, một nơi rất là quen thuộc với tất cả cô chú anh chị và các bạn khi mà đến với Sài Gòn. Bên này là đường Hải Triều, bán rất nhiều quán phở. Thẳng ra kia là phố đi bộ Nguyễn Huệ đó. Và phở ở đây cũng ăn cũng rất là ngon, và đặc biệt là có cái tiết bắp hoa của cô Bích ở sạp thịt bò chợ cũ. Mình kêu thêm tô nước lèo nữa, mình trụng vô ăn rất là ngon, đặc biệt bắp hoa. Để bữa nào em về ghé cô mua bắp hoa về ăn thử. Nếu các anh chị bạn
chưa biết món này thì chúng ta thử ha, bắp hoa, bắp hoa của con bò. À, như làng buổi sáng rất là đông. À, và chúng ta đã tới đường Nguyễn Thị Nhỏ rồi nè. Ở đây là 269 Nguyễn Thị Nhỏ, trường trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thẳng cái hẻm này vô là có trường học, và trong đây có cái chùa. Chúng ta sẽ vô đây xem một số hình ảnh ở khu vực quận 11 ha. Nếu cô chú anh chị ngày xưa đã từng ở Hàng Hải Nguyên thì chắc có lẽ cũng biết ở đây. Ở đây kế bên đường Hàng Hải Nguyên nè. Đó, hẻm 269. Đầu hẻm này có nhiều anh chị bán đồ cúng nè. À, bán mua nhang. Ê, ê, có coi chế bài bài về thì bán mua nhang nè mẹ mày. Thôi ra thôi ra thôi ra. Dẫu coi chứ thôi ra ép đi. Bán mua nhang hay gì? Mua đồ cúng à? Đồ cúng đó, mua đồ. Tại vì thằng này nó mỗi lần tới là nó cháu tôi nó biết là cúng nó dùng chỗ nào à, vậy cái hả? Gì mua chút xíu thôi. À, à. À, mua cái kia đậu ngoài. Mối luôn hả? Mối luôn á. À. Mỗi năm tôi về đều ghé. À, đây có chùa Khánh Vân. À, chùa Khánh Vân Nam Viện. À, lần đầu tiên con biết cái chùa này luôn á. 269/2. À, ngôi chùa này cũng rất là xưa nè. À, có một tông màu đỏ đỏ. Con ơi coi điện tu. Bằng cái mặt nó già kỹ rồi. Ai mà ép coi điện tu còn kỹ cái này đó. À, mình mua một bộ là người ta soạn ra từng món vậy hả? Cái này là cũng thường vậy đó. Cảm ơn ngồi lặng mất cách hả cô? Cảm ơn cách hả lặng mất cách hả? Ghé xin nào rồi. Chị chắc là nó giặt được cái gì vậy? Chị chắc là... Dạ, dạ, dạ. Chị chắc là thôi. Ai dính mày bọn vậy là ché lì. Chị chắc là từ chỗ. Cái giống con thôi vậy mũ lì đó chị. Tiếng lồn ra. Ở về mà tiếng lồn ra. Em mua vô cà phê. Em mua dầm nhạc. Lâu quá mà em nhỏ này cũng còn nhớ hay quá ha. Thôi nó cháu tôi lại nó lại cũng ngồi bà nội. À. Đó. À. Thằng em nó lại tại hồi đó ở đây nó mới nghỉ thôi. Dạ. Vì để 2 năm nay thôi. Cái bánh này kêu bằng bánh gì hả bác? Có đó bánh cam. Bánh cam. Có đó bánh lụ á. Bánh trái lụ. Bánh trái lụ. Bánh trái lụ hả? À. Rồi này bánh bánh cam. Này là bánh tổ hả? Con này bánh tổ không? Ngồi có hồi có hồi với cá bỏ. Thì là sống mặt em nghĩ thì. Ai nhau mua bài gì bài? Rất giấy à. Có tiền nhận phải vậy thầy. Anh Nhi có tiền. Thì có tiền nào. Ủa xuyên rồi dắt vào điều thử sai không. Chứ không có tiền nhà chuyện vậy. Anh Nhi có tiền. Đi hẹn tay thôi. Đây ai ngọt tay. Rồi chúng ta sẽ đi vô chùa này để xem một số hình ảnh ở đây xem sao. Này, trong khi chờ đợi bác mua đồ cúng ha. Rồi chúng ta tham quan một vòng. À, đây có chiếc xe lam nè, là chiếc xe lam thời xưa nè. À, và bên cánh trái của ngôi chùa có cái chỗ đốt với tiền vàng bạc nè. À. Ở đây có thiết kế giống như ngôi chùa Ngọc Hoàng ở quận Nhất, cũng có cái hồ. Dạ. Ồ, cây mai bự quá.
cây mai sắp nở rồi. Hai cây mai bự quá rồi bác. Nha. Yeah. Quá trời nụ luôn. Tắt đâu rồi? Thì em tạm ngưng chút xíu nha, để em thắp nhang rồi chút sau chút xíu chúng ta chia sẻ tiếp nha, không có gì lạ lạ hay không ha. Rồi, một số hình ảnh ở khu quận 11 với ngôi chùa và trong cái hẻm 269 gửi cô chú anh chị và các bạn. Một số hình ảnh ở quê nhà cũng như chợ cũ Sài Gòn, rồi phở Như Lan, rồi khu quận 1, khu gần nghĩa đường hàng Hải Nguyên nè. Số hình ảnh gửi bà con xem chơi cho vui nha. Nếu mà các anh chị chưa có dịp về Sài Gòn thì hôm nay chúng ta sẽ nhìn lại hình ảnh của Sài Gòn ngày hôm nay thông qua những hình ảnh về những con đường, những ngôi nhà, những ngôi chùa. Rồi bye bye các anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Hẹn thẳng em này mình sẽ ra đường Nguyễn Thị Nhỏ nè. Đây có giáo hội Phật giáo chùa Quan Âm. Và ngôi chùa chúng ta lúc nãy mình đi vô đó, mình thắp nhang trong kia đó, là bên cánh trái nè. Bây giờ chúng ta đi về thôi. Mình đi về trở lại quận 1. Mà đây có cái chung cư. Ở dưới là Bia.